Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay, xin giới thiệu đến các bạn sơ lược 13 vị vua triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Triều Nguyễn đã tồn tại trong suốt hơn 143 năm, từ năm 1802 đến năm 1945, với 13 đời vua Nguyễn. Thông thường các vua Nguyễn sau khi mất, bài vị được đưa vào thờ tại Thế Miếu, có miếu hiệu ứng với tên của các đỉnh đồng đúc dưới thời Minh Mạng, 1835, trừ các vua bị phế truất và các vua bị Pháp đẩy ra khỏi nước. Riêng vua Dục Đức, tức Phế Đế, có miếu hiệu cung Tôn Huệ Hoàng Đế, do con trai là vua Thành Thái truy phong, nhưng bài vị không được đưa vào thờ tại Thế Miếu. Các vị vua yêu nước Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân vào năm 1959 đã được Hội đồng Nguyễn Phước Tộc làm lễ và đưa bài vị vào thờ tại Thế Miếu. Dưới đây là những ghi chép vắn tắt về 13 vua Nguyễn. 1. Vua Gia Long trị vì từ năm 1802 đến năm 1819. Vua Gia Long tên là Nguyễn Phúc Ánh hay Anh, ngoài ra còn có tên là Chủng và Noãn, con thứ ba của Nguyễn Phúc Côn và bà Nguyễn Thị Hoàn. Nguyễn Phúc Ánh sinh ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ, tức ngày 8 tháng 2 năm 1762. Năm 1775, lợi dụng sự suy sụp của triều đình chủ Nguyễn do cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, quân Trịnh vào chiếm Phú Xuân, khiến Nguyễn Phúc Ánh phải trốn vào Nam. Từ đó ông bôn tẩu gian nan, tìm đủ mọi cách chiêu tập lực lượng để giành lại vương quyền cho họ Nguyễn. Năm 1792, vua Quang Trung mất, quân Tây Sơn ngày càng yếu và quân Nguyễn ngày càng lớn mạnh. Năm 1801, quân Nguyễn do Nguyễn Phúc Ánh chỉ huy đã đánh chiếm Quy Nhơn và chiếm Thuận Hóa. Ngày 1 tháng 2 năm 1802, Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế ở Phú Xuân, lấy niên hiệu là Gia Long, chính thức lập nên triều đại nhà Nguyễn. Tháng 3 năm 1804, vua Gia Long đổi quốc hiệu nước ta là Việt Nam. Gia Long làm vua được 18 năm, từ năm 1802 đến năm 1819, mất vào ngày 19 tháng Chạp năm Kỷ Mão, tức ngày 3 tháng 2 năm 1820, hưởng thọ 58 tuổi. Sau khi mất, bài vị vua Gia Long được đưa vào thờ ở Thế Miếu và có miếu hiệu là Thế Tổ Cao Hoàng Đế. Vua Gia Long có 31 người con, 13 con trai và 18 con gái. 2. Vua Minh Mạng trị vì từ năm 1820 đến năm 1840. Vua Minh Mạng tên là Nguyễn Phúc Đảm, còn có tên là Kiểu, là con thứ 4 của vua Gia Long và bà Nguyễn Thị Đang, tức Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu. Ông sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi, tức ngày 25 tháng 5 năm 1791, tại làng Tân Lộc, tỉnh Gia Định. Vua Minh Mạng lên ngôi vào tháng Giêng, năm Canh Thìn, 1820, làm vua được 21 năm, từ năm 1820 đến năm 1840. Trong thời gian ở ngôi, nhà vua đã có nhiều cải cách quan trọng, cho bỏ các dinh và trấn mà thành lập các tỉnh, cả nước được chia làm 31 tỉnh, định lại quan chế, đặt mức lương bổng của các quan. Tùy theo ngạch trật, thống nhất việc đo lường và thống nhất y phục, khuyến khích dân khai hoang lập ấp, sửa sang hệ thống giao thông, lập nhà dưỡng tế ở các tỉnh, để giúp đỡ những người nghèo khổ, tàn tật, già cả không nơi nương tựa, đề cao nho học và khuyến khích nhân tài ra giúp nước là một trong những việc rất được vua Minh Mạng chú trọng. Nhà vua cho lập quốc tử giám, mở thêm kỳ thi hội và thi đình. Trước đó, thời Gia Long chỉ có thi hương. Lãnh thổ Việt Nam dưới thời Minh Mạng được mở rộng nhất trong lịch sử và Việt Nam thực sự trở thành một quốc gia hùng mạnh. Vì vậy, vào năm 1838, vua Minh Mạng cho đổi tên nước ta là Đại Nam. Vua Minh Mạng mất ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý, tức ngày 20 tháng 1 năm 1841, hưởng thọ được 50 tuổi. Sau khi mất, bài vị vua Minh Mạng được đưa vào thờ ở Thế Miếu với miếu hiệu Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế. Vua Minh Mạng có 142 người con, 74 con trai, 68 con gái. 3. Vua Thiệu Trị trị vì từ năm 1841 đến năm 1847. Vua Thiệu Trị có tên là Nguyễn Phúc Miên Tông, ngoài ra còn có tên là Tuyền và Dung. Ông là con trưởng của vua Minh Mạng và bà Hồ Thị Hoa, tức Tá Thiên Nhân Hoàng Hậu, sinh ngày 11 tháng 5 năm Đinh Mão, tức ngày 16 tháng 6 1807, tại ấp Xuân Lộc, phía đông Kinh Thành Huế. Vua Thiệu Trị lên ngôi ngày 20 tháng Giêng năm Tân Sửu, tức ngày 11 tháng 2 năm 1841, làm vua được 7 năm. Từ năm 1841 đến năm 1847, mất ngày 27 tháng 9 năm Đinh Mùi, tức ngày 4 tháng 10 năm 1847, hưởng thọ 41 tuổi. Sau khi mất, bài vị nhà vua được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có miếu hiệu Hiến Tổ Trương Hoàng Đế. Vua Thiệu Trị có 64 người con, 29 trai, 35 gái. 4. Vua Tự Đức trị vì từ năm 1848 đến năm 1883. Vua Tự Đức có tên là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm,
ngoài ra còn có tên là Thì. Ông là con thứ hai của vua Thiệu Trị và bà Phạm Thị Hằng, tức Hoàng hậu Từ Dũ, sinh ngày 25 tháng 8 năm Kỷ Sửu, tức ngày 22 tháng 9 năm 1829. Vua Tự Đức lên ngôi tháng 10 năm Đinh Mùi, 1847, làm vua được 36 năm, từ năm 1847 đến năm 1883, mất ngày 16 tháng 6 năm Quý Mùi, tức ngày 19 tháng 7 năm 1883, hưởng thọ 55 tuổi. Sau khi mất, bài vị nhà vua được đưa vào thờ trong thí miếu và có miếu hiệu Dực Tông Anh Hoàng Đế. Vua Tự Đức không con, ông nhận ba người cháu gọi bằng chú làm con nuôi là Nguyễn Phúc Ưng Chân, sau này là vua Dục Đức, Nguyễn Phúc Ưng Đường, sau này là vua Đồng Khánh, Nguyễn Phúc Ưng Đăng, sau này là vua Kiến Phúc. 5. Vua Dục Đức trị vì năm 1883, ở ngôi được 3 ngày. Vua Dục Đức tên là Nguyễn Phúc Ưng Ái, là con thứ hai của Thụy Thái Vương, Nguyễn Phúc Hồng Y và bà Trần Thị Nga. Ông sinh ngày 4 tháng 1 năm Quý Sửu, tức ngày 11 tháng 2 năm 1853. Năm 1869, lúc 17 tuổi được vua Tự Đức chọn làm con nuôi và đổi tên là Ưng Chân cho xây Dục Đức Đường để ở và giao cho Hoàng Quý Phi Vũ Thị Duyên, sau này là Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu, trông coi, dạy bảo. Vua Tự Đức mất để di chiếu chuyển ngôi cho Ưng Chân, nhưng trong di chiếu có đoạn viết, nhưng vì có tật ở mắt nên hành vi mờ ám. Sợ sau này thiếu sáng suốt, tính lại hiếu dâm cũng là điều chẳng tốt, chưa chắc đã đảm đương được việc lớn. Nước có vua lớn tuổi là điều may cho xã tắc, nếu bỏ đi thì biết làm sao đây. Lúc làm lễ lên ngôi, Ưng Chân đã cho đọc lướt đoạn này, nên 3 ngày sau, hai phụ chính đại thần là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã phế bỏ Dục Đức theo lệnh của Từ Dũ Thái Hoàng Thái Hậu, tức mẹ vua Tự Đức, và Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu, tức vợ vua Tự Đức. Làm vua được 3 ngày chưa kịp đặt niên hiệu, Dục Đức chỉ là tên gọi nơi ở, thì Ưng Chân đã bị phế bỏ và giam vào ngục cho đến khi mất. Ông mất ngày 6 tháng 9 năm Giáp Thân, tức ngày 24 tháng 10 năm 1884, thọ 32 tuổi. Đến thời vua Thành Thái, con vua Dục Đức, vào năm 1892 đã truy tôn cha mình là Cung Tôn Huệ Hoàng Đế. Vua Dục Đức có 19 con, 11 con trai và 8 con gái. 6. Vua Hiệp Hòa trị vì năm 1883, ở ngôi được 4 tháng. Vua Hiệp Hòa tên là Nguyễn Phúc Hồng Giật, còn có tên là Thăng, con thứ 29 của vua Thiệu Trị và bà Đoan Tần, Trương Thị Thuận, sinh ngày 24 tháng 9 năm Đinh Mùi, 1847. Vua Dục Đức bị phế bỏ, Hồng Giật được đưa lên ngai vàng vào ngày 30 tháng 7 năm 1883, lấy niên hiệu là Hiệp Hòa. Do có ý thân Pháp, vua Hiệp Hòa lên ngôi chưa được bao lâu thì bị triều đình Huế phế bỏ và buộc uống thuốc độc tự vẫn vào ngày 30 tháng 10 năm Quý Mùi, 1883. Dưới thời Thành Thái vào năm 1891, ông được truy phong là Văn Lãng Quận Vương. Vua Hiệp Hòa có 17 người con, 11 trai, 6 gái. 7. Vua Kiến Phúc trị vì từ năm 1883 đến năm 1884. Kiến Phúc tên là Nguyễn Phúc Ưng Đăng, con thứ ba của Kiên Thái Vương, Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh. Ưng Đăng sinh ngày 2 tháng Giêng năm Kỷ Tỵ 1869. Năm 1870 lúc được 2 tuổi, Ưng Đăng được vua Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Học Phi, Nguyễn Thị Hương trông coi, dạy bảo. Sau khi vua Hiệp Hòa bị phế truất, vào ngày 2 tháng 12 năm 1883, Ưng Đăng, 15 tuổi, được đưa lên ngôi vua và đặt niên hiệu là Kiến Phúc. Vua Kiến Phúc ở ngôi được 8 tháng thì mất vào ngày 10 tháng 6 năm Giáp Thân 1884, lúc mới 16 tuổi. Sau khi mất, bài vị vua Kiến Phúc được đưa vào thờ trong thí miếu và có miếu hiệu là Giản Tông Nghị Hoàng Đế. 8. Vua Hàm Nghi trị vì từ năm 1884 đến năm 1885. Vua Hàm Nghi tên là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, còn có tên là Minh. Ông là con thứ năm của Kiên Thái Vương, Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Phan Thị Nhàn, sinh ngày 17 tháng 6 năm Tân Mùi, 1871. Sau khi vua Kiến Phúc mất, ngày 12 tháng 6 năm Giáp Thân, 1884, Ưng Lịch được đưa lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Hàm Nghi, lúc mới 14 tuổi. Binh biến năm Ất Dậu, tức ngày 5 tháng 7 năm 1885, xảy ra, vua Hàm Nghi cùng quần thần ra Tân Sở, phát hịch Cần Vương, phát động phong trào kháng Pháp trên toàn quốc. Quân Pháp nhiều lần kêu gọi nhà vua quay về nhưng thất bại. Ngày 30 tháng 10 năm 1888, tên Trương Quang Ngọc, người hầu của vua, bị Pháp mua chuộc nên đem người bắt vua Hàm Nghi dâng cho Pháp. Vua Hàm Nghi bị quân Pháp bắt đi đày ở Angéry vào ngày 13 tháng 1 năm 1889. Nhà vua sống ở đó cho đến lúc mất, ngày 4 tháng 1 năm 1943, thọ 72 tuổi. Vua Hàm Nghi có 3 người con,
một trai, hai gái. 9. Vua Đồng Khánh, trị vì từ năm 1886 đến năm 1888. Vua Đồng Khánh, tên là Nguyễn Phúc Ưng Thị, còn có tên là Đường Và Biện. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, sinh ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý 1864. Năm 1865, lúc được 2 tuổi, Ưng Thị được vua tự đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Thiện Phi, Nguyễn Thị Cẩm chăm sóc, dạy bảo. Sau binh biến năm 1885, vua Hàm Nghi bỏ ngai vàng ra Tân Sở, triều đình Huế thương lượng với Pháp, đưa Ưng Đường lên ngôi, đặt niên hiệu là Đồng Khánh. Ở ngôi được 3 năm, vua Đồng Khánh bệnh và mất vào ngày 27 tháng 12 năm Mậu Tý 1889, lúc được 25 tuổi. Sau khi mất, bài vị vua Đồng Khánh được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có miếu hiệu là Cảnh Tông Thần Hoàng Đế. Vua Đồng Khánh có 10 người con, 6 trai, 4 gái. 10. Vua Thành Thái, trị vì từ năm 1889 đến năm 1907. Vua Thành Thái tên là Nguyễn Phúc Bửu Lân, còn có tên là Chiêu, con thứ 7 của vua Dục Đức và bà Từ Minh Hoàng Hậu, Phan Thị Điểu, sinh ngày 22 tháng 2 năm Kỷ Mão 1879. Vua Đồng Khánh mất, triều đình Huế được sự đồng ý của Pháp đã đưa Bửu Lân lên ngôi vào ngày 1 tháng 2 năm 1889 với niên hiệu là Thành Thái, lúc mới 10 tuổi. Vua Thành Thái là người có tư tưởng tiến bộ, cắt tóc ngắn, lái ô tô, xuồng máy và có tư tưởng chống Pháp. Vì vậy, sau 19 năm ở ngôi, dưới áp lực của Pháp, triều đình Huế lấy cớ nhà vua mắc bệnh tâm thần và buộc phải thoái vị. Sau đó, ông bị Pháp đưa đi an trí ở Vũng Tàu. Năm 1916, ông bị Pháp đem đi đày ở đảo Réunion, châu Phi. Năm 1947, ông được trở về sống ở Sài Gòn cho đến khi mất. Ông mất ngày 9 tháng 3 năm 1955, thọ 77 tuổi. Vua Thành Thái có 45 người con, 19 trai, 26 gái. 11. Vua Duy Tân, trị vì từ năm 1907 đến năm 1916, vua Duy Tân lên ngôi 57 tuổi. Bị chính quyền thực dân Pháp đưa đi đày ở đảo Réunion trong vùng biển ở Ấn Độ Dương năm 1916. Vua Duy Tân tên là Nguyễn Phúc Vĩnh San, còn có tên là Hoàng, con thứ 5 của vua Thành Thái và bà Nguyễn Thị Định, sinh ngày 26 tháng 8 năm Canh Tý 1900. Năm 1907, vua Thành Thái thoái vị, triều đình Huế đưa Hoàng tử Vĩnh San lên ngôi, lấy niên hiệu là Duy Tân lúc mới được 8 tuổi. Vua Duy Tân là vị vua lên ngôi nhỏ tuổi nhất trong 13 vua Nguyễn. Tuy nhiên, nhà vua lại là người chững chạc, có khí phách của một bậc đế vương. Cũng như cha mình, vua Duy Tân là người có tư tưởng chống Pháp. Nhà vua đã cùng với Thái Phiên, Trần Cao Vân vạch định cuộc nổi dậy chống Pháp vào ngày 3 tháng 5 năm 1916. Nhưng âm mưu bại lộ, nhà vua cùng Thái Phiên và Trần Cao Vân trốn ra khỏi kinh thành. 3 ngày sau, vua Duy Tân bị Pháp bắt và bị kết tội rồi đày sang đảo Réunion. Nhà vua mất ngày 21 tháng 11 năm Ất Dậu 1945 trong một tai nạn máy bay khi được 46 tuổi. Nhà vua được an táng tại nghĩa trang Thiên Chúa Giáo Ba Ki thuộc Cộng hòa Trung Phi. Ngày 6 tháng 4 năm 1987, nhà vua được cải táng trong khuôn viên của An Lăng, tức Lăng Dục Đức. Vua Duy Tân có 5 người con, 3 trai, 2 gái. 12. Vua Khải Định, trị vì từ năm 1916 đến năm 1925. Vua Khải Định tên là Nguyễn Phúc Bửu Đảo, còn có tên là Tuấn, con trưởng của vua Đồng Khánh và bà Dương Thị Thục, tức Hữu Thiên Thuần Hoàng Hậu, sinh ngày 1 tháng 9 năm Ất Dậu 1885. Vua Đồng Khánh mất, hoàng tử Bửu Đảo còn ít tuổi, 4 tuổi, nên không được chọn làm vua. Đến năm 1916, sau khi vua Duy Tân bị Pháp đưa đi đày ở Réunion, triều đình Huế và người Pháp mới lập Bửu Đảo lên ngôi vua vào ngày 18 tháng 5 năm 1916, lấy niên hiệu là Khải Định. Vua Khải Định ở ngôi được 10 năm thì bị bệnh nặng và mất vào ngày 20 tháng 9 năm Ất Sửu 1925, thọ 41 tuổi. Sau khi chết, bài vị nhà vua được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có miếu hiệu là Hoàng Tông Tuyên Hoàng Đế. Vua Khải Định chỉ có một con trai là Hoàng tử Vĩnh Thụy, vua Bảo Đại. 13. Vua Bảo Đại, trị vì từ năm 1926 đến năm 1945. Vua Bảo Đại tên là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, ngoài ra còn có tên là Thiền. Ông là con độc nhất của vua Khải Định và bà Hoàng Thị Cúc, tức bà Tử Cung, sinh ngày 23 tháng 9 năm Quý Sửu 1913. Hoàng tử Vĩnh Thụy được đưa sang Pháp học lúc mới 10 tuổi, đến khi vua Khải Định qua đời. Ông về Huế lên ngôi vua vào ngày 8 tháng 1 năm 1926, lấy niên hiệu Bảo Đại, đây là vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Sau đó,
Ông lại tiếp tục sang Pháp học cho đến ngày 8 tháng 9 năm 1932 mới trở về Huế. Vua Bảo Đại ở ngôi cho đến 30 tháng 8 năm 1945 thì làm lễ thoái vị tại Ngọ Môn, giao chính quyền lại cho chính phủ cách mạng lâm thời. Chế độ phong kiến chấm dứt, Bảo Đại sang Pháp và sống hết cuộc đời của vị vua lưu vong ở đó. Ông mất ngày 1 tháng 8 năm 1997 tại Pháp. Vua Bảo Đại có 5 người con, 2 trai, 3 gái. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thêm nhiều kiến thức bổ ích nhé!